Vụ cháy tại chung cư Carina khiến hơn 70 người thương vong. Hôm nay, ngày 21 tháng 12, mở lại phiên xét xử sau hơn 8 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Trước đó, ngày 5 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng tòa quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung, tránh bỏ lọt tội phạm. Theo cáo trạng, vụ án thể hiện tối ngày 22 tháng 3 năm 2018, anh Đặng Ngọc Lâm, 27 tuổi, quê Lâm Đồng, chạy xe máy Attila để vị trí số 6 tại tầng hầm lô A, chung cư Carina, số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 1 giờ 15 ngày 24 tháng 3, lửa xuất hiện tại khu vực để chân xe của anh Lâm. Đến 1 giờ 18, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên dữ dội. 5 phút sau, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng cao của chung cư. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy không kịp thời báo cháy, chữa cháy không hiệu quả, làm 13 người thiệt mạng, 60 người bị thương, 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ô tô hư hỏng, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 126 tỷ đồng.